Rồi, xin chào các bác nhé. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết. Hiện tại Hyundai Trường Chinh đã mở cửa. Các bác có thể ghé qua đại lý để xem xe và lái thử nha. Tôi là Tính, hiện tại tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh. Tôi đang ngồi trong một con Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo. Và các bác thấy cái audio của nó đã chạy được 43.000 km, hơn 4 vạn. Đây là con xe lái thử của công ty chúng tôi. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu con Hyundai Kona phiên bản 1.6 Turbo và cho các bác xem luôn là một con xe lái thử sau 2 năm nó còn lại những gì. Đây là con Hyundai Kona 1.6 Turbo nhé. Xe này thì không phải là safety San với Tucson thôi. Còn những cái xe này là toàn bộ là khách hàng đi và nhân viên chạy là chủ yếu. Và điều kiện chăm sóc cũng rất là thông thường. Chạy xong về để bãi, để ngay đây, nắng nôi như thế này, không có che chắn gì hết. Đến hẹn bảo dưỡng thì mang vô bảo dưỡng, trầy xước thì vô làm thôi. Thậm chí là cái xe này nó chăm sóc không kỹ bằng xe mà nhà các bác sử dụng đâu. Tại vì rất nhiều người lên đây cũng không được chăm chút gì. Rác thì các bác thấy nó còn nhiều ở đây. Đấy, để cho các bác thấy đây là một con xe chạy trong một điều kiện rất là bình thường ha. Sau 2 năm thì được các anh bên kỹ thuật viên đánh giá đây là cái con xe mà nó ít hỏng vặt nhất trong tất cả những cái dòng Hyundai. Con này ra mắt từ năm 2018 thì phải. 2018 đến bây giờ thì nó được khoảng hơn 2 năm rồi. Con này là cái lô đầu tiên luôn. Lô đầu tiên giới thiệu tại Việt Nam thì bốc nó ra làm lấy thử đến bây giờ luôn đấy. Thì cái phiên bản hiện tại đang bán tại đại lý nó giống hệt con này, không có gì khác hết. Chỉ có cái là nó mới hơn thôi. Còn lại y chang ha. Tất cả mọi thứ. Da thì bây giờ nó sẽ cũ hơn rồi, nhưng mà chưa có hiện tượng nứt gãy ha. Nhựa, đây vẫn là nhựa. Phần trên này thì trống trơn, không bị bạc màu, không thấy hiện tượng bạc màu. Thì rất nhiều khách hàng mua về hay dán cái thảm táp lô. Thì tôi khuyên luôn là không nên. Tại vì những cái thảm táp lô đấy tôi thấy nó không đẹp. Mà mục đích mọi người dán cái thảm táp lô lên là để bảo vệ cái này, cho nó tránh bay màu hay là cái gì đấy. Nhưng mà thực tế là dán những cái thảm táp lô lên nó còn che luôn cái túi khí. Đến khi mà xảy ra tai nạn, túi khí nó không bung ra được thì nó rất có hại. Cho nên là tôi khuyên luôn những khách hàng xài thảm táp lô là không cần đâu. Để như này nó không có hư đâu, không xi nhê gì đâu. Các bác xài tầm khoảng 3-4 năm tôi thấy không có vấn đề gì. Ngày xưa tôi bán xe bên Nissan á, những cái xe của lái thử của công ty xài 4 năm rồi mà cái táp lô không có dán một cái gì hết, nó đâu có vấn đề gì đâu. Nên là những cái thảm táp lô tôi khuyên là không nên gắn ha, cứ để vậy đi, không vấn đề gì đâu. Vô lăng thì cũng không bọc cái gì hết, xài riết nó bóng luôn nè. Hơi trời một xíu đấy. Các phím cơ bản có ga tự động cruise control. Đây là vô lăng trợ lực điện nhé. Và có thể điều chỉnh được 4 hướng điều chỉnh cơ dưới này. Còn màn hình táp lô là màn hình cơ thôi. Trong màn hình này thì các bác có thể xem được một số thứ. Có cảm biến áp suất lốp nè, nhưng mà phải chạy thì nó mới hiện lên nhé. Nó mới hiện cái thông số lên. Trung bình 7 lít ha. Hồi nãy là 6.9 thôi mà nổ nãy giờ nó lên tới 7 lít đó. Thì con xe này có cái xác nặng khoảng loanh quanh 1,3 tấn thôi, khá nhẹ. Nhưng mà động cơ lại rất mạnh nha. Con này xài động cơ là 1.6 turbo, chung động cơ với con Tucson bên kia kìa. Nhưng mà nó nhẹ hơn Tucson hơn 200kg. Nè, nhẹ hơn Tucson khoảng 220kg. Cho nên cùng một cái động cơ đấy, sức mạnh như vậy mà gắn lên một con xe nhẹ hơn thì nó khả năng vận hành của nó quá là bá đạo, quá mạnh. Con này là mạnh nhất phân khúc luôn, cam kết với các bác luôn á. Trong crossover hạng B thì con này là mạnh nhất. Con này có 3 phiên bản, phiên bản này là bản cao nhất, giá mắc nhất và mạnh nhất luôn. 1.6 turbo đi kèm là hộp số liệp kép 7 cấp. Sang số rất nhanh ha. Đây, kỹ cần số của nó. Có chế độ bán tự động nữa. Tiêu hao trung bình khoảng 7 lít đấy. Xe này chủ yếu chạy phố thôi các bác, chả có đi tỉnh đâu. Những cái bên này là gắn thêm. Này là gương chống chói tự động nè. Màn hình nguyên zin 7 inch, có bản đồ tiếng Việt, có kết nối Apple CarPlay luôn nhé. Xe thì có 6 loa. Cái này là gắn thêm nè. Điều hòa tự động 1 vùng. Dưới này thì có sạc không dây nè. Điện thoại có chức năng sạc không dây thì mới xài được nhé. Cái cổng cơ bản thôi. Ride mode, xe sẽ có 3 chế độ lái nhé. Đây nè, chế độ Comfort, chế độ Eco và chế độ Sport, 3 chế độ. Các bác có thể chuyển đổi giữa 3 chế độ để chạy. Khi mà các bác chuyển đổi giữa 3 chế độ á, thì cái độ nhạy chân ga nó sẽ khác, cái tốc độ sang số nó cũng sẽ khác. Và cái độ nặng vô lăng nó cũng sẽ khác luôn. Nó khác nhau như vậy.
gạt mưa tự động nha, đèn tự động, gạt mưa tự động. Con này thì option nhiều lắm, chỉ có mỗi tội một cái là không gian nó không có rộng rãi thôi. Trong phân khúc crossover hạng B thì con này có không gian là chật nhất, nó là con xe nhỏ và gọn ha. Không có cửa với hàng ghế thứ hai, có cửa sổ trời đầy đủ nha. Cửa sổ trời là có hết. Những cái này thì ít người xài cho nên còn mới toanh nè. Thì các bác xem cái phần ghế da thì bây giờ nó có phần cũ đi, có phần nhăn thêm, nhưng mà không có bị nứt gãy, da là chưa bị nứt gãy. Đấy, ở đây có một số cái nút nữa nè, hỗ trợ xuống dốc. Con này có hỗ trợ khởi hành ngang dốc luôn nhé. Tắt cảm biến, con này có cảm biến trước sau 8 cảm biến lận. Nhưng phanh thì vẫn là phanh cơ như thế này. Đấy, ra ngoài cho các bác xem. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng nhé. Nếu các bác thích một con xe mà nhỏ gọn, lanh lợi, chạy rất là sướng, nhưng mà không yêu cầu về cái nội thất phải rộng, thì có thể chọn con Hyundai Kona này. Xét về khả năng vận hành và công nghệ an toàn thì Hyundai Kona có đầy đủ, thậm chí là vượt trội luôn so với những đối thủ trong phân khúc. Hàng ghế 2 da thì nhăn nheo thôi chứ không có bị hiện tượng gãy nứt nhé. Còn lót sàn kia là đại lý lót lên đấy. Không gian thì con này không phải là thế mạnh, nó cũng không có cửa gió hàng ghế 2, không có USB gì hết. Bây giờ mấy con sale tốt hoặc là Toyota Cross là nó có cửa gió hàng ghế 2 hết rồi. Đây là một cái điểm thiệt thòi của con này. Và ghế này thì như này là hết cỡ rồi, nó không ngã ra sau được nữa. Nhưng mà có thể gập tới trước để thông với cái cốp, bể tì tay các thứ. Hyundai Kona là một cái con xe mà được phát triển dành cho thị trường bên châu Âu, tức là thị trường phát triển. Thì những cái thị trường đấy người ta quan tâm đến cái công nghệ an toàn và khả năng vận hành. Đấy, nó khác với con Kia Seltos nha. Kia Seltos thì được phát triển dành cho thị trường đang phát triển. Định hướng hai con xe này phát triển như hai thị trường khác nhau hoàn toàn. Đáng lẽ Kona này nó không có ở Việt Nam đâu, nó phát triển dành cho thị trường bên kia mà, nhưng mà nó lại được mang về đây. Thì thời gian đầu là chưa có đối thủ cho nên bán khá tốt. Bây giờ có sale tốt, có cross thì doanh số nó đã sụt giảm phần nào. Nhưng mà đây là một con xe mà nó khác biệt hoàn toàn so với những cái con còn lại. Khác rất nhiều luôn. Về vận hành các bác lên chạy con này là khác hẳn so với những con sale tốt hoặc Toyota Cross. Động cơ 1.6 tăng áp 177 mã lực, 265 Nm. Rất mạnh cho một cái xác xe nặng 1.3 tấn ha. Lại sử dụng là hộp số liêu kép 7 cấp nữa. Ăn uống là tầm 7 lít. Đèn đóm là pha cốt LED nè. Có đèn chiếu góc nè, đèn LED ban ngày, đèn sương mù dưới này nè. Đèn sương mù là đèn halogen, 4 cảm biến trước. Mâm thì to ha, mâm zin kích thước là 18 inch nha. Lốp con này thì 235, bề ngang á 235, bám đường tốt. Nhưng mà bề dày thì có 45 mà khá nhỏ, cho nên là con này cách âm thì không phải là tốt trong phân khúc đâu, tương đối thôi. 4 phanh đĩa, 4 bánh đều có cảm méo xuống lốp hết. Gầm là 17 cm. Gương thì xi nhan trên gương nè, chỉnh điện gập điện có sấy và có luôn cảnh báo điểm mù trên gương nè. Và che mưa là gắn thêm. Có cảm biến lùi, có camera lùi. Cốp thì khá nhỏ ha. Này biết là rượu hay là gì nè. Ông nào đi chúc Tết. Bánh sơ cua dưới này mâm sắt. Cốp cơ ha, camera lùi, cảm biến lùi, gạt mưa phía sau có sấy hết nè, anten dài và gầm mui. Sau hơn 2 năm, tầm 2 năm rưỡi sử dụng thì con này còn lại cũng rất là ok, với một điều kiện gọi là chạy hơi phá, sử dụng hơi phá một xíu. Thật ra xe mà cho khách sử dụng á, khách mà lái thử thì họ chạy họ phá lắm, chạy lên cái thích thóc ga thôi,
thậm chí là xe chạy cũng vậy, xe chạy cũng phá lắm. Chỉ có xe của các sếp thì nó mới ok, được chăm sóc tốt, chứ những cái xe này lên là phá thôi. Nhưng mà nó còn lại như vậy đấy. Giá của con này đang bán bây giờ là 750 triệu. À, giá chưa lăn bánh đâu. Lăn bánh nó phải hơn 800. Các bác mà trả góp thì trả trước tầm 250 là lấy được con xe này. Nó có 3 phiên bản nha, đây là bản cao nhất. Với giá là 750, bản thấp hơn thì nó có giá là 699 và nó còn một cái bản thấp nhất nữa. 3 phiên bản. Kia Seltos và Hyundai Kona là chung một nhà mà. Hyundai và Kia là chung một nhà. Thì hai con nó được định hướng phát triển hai cái thị trường khác nhau, dành cho hai thị trường khác nhau. Con này dành cho thị trường bên châu Âu. Ở bên châu Âu thì con này đạt cái tiêu chuẩn là 5 sao. Ha, đạt cái tiêu chuẩn Euro NCAP là 5 sao đấy. Tiêu chuẩn còn những con như Kia Seltos thì nó phát triển dành cho thị trường Đông Nam Á. Thì nó không thể nào mang qua bên châu Âu để đánh giá cái chỉ số đó được. Nhưng mà đó là đạt 5 sao là dành cho cái xe mà bán trên thị trường bên châu Âu nha. Còn xe bán ở thị trường Việt Nam thì nó không có thử nghiệm, cho nên là không biết là nó đạt bao nhiêu sao đâu. Thì xe ở thị trường nào thì nó có chất lượng đấy thôi. Xe người ta quảng cáo là đạt 5 sao Euro NCAP, nhưng mà đó là phải bốc cái xe từ bên thị trường đấy ra test thì mới được. Còn cái xe ở Việt Nam thì nó theo chuẩn của Việt Nam. Nhưng mà dù gì thì đó cũng là thông số để quảng cáo. Không phải xe nào cũng có thể sản xuất để đạt được cái chứng nhận là 5 sao Euro NCAP đâu. Asian NCAP thì được, chứ Euro NCAP là cũng hơi cao đấy. Một trong những cái chuẩn cao nhất của thế giới. Cảnh báo đi mù. Con này công nghệ an toàn thì đầy đủ ha, 6 túi khí. Rồi cảnh báo điểm mù, cảnh báo xuất lốp, camera lùi, cảm biến lùi. Có hết, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đấy. Phân phối lực phanh điện tử, tá lãm bình có hết. Những con mà 6 túi khí là đầy đủ. 6 túi khí mà kèm luôn cảnh báo điểm mù là có rất nhiều. Con này nó có luôn một cái hệ thống gọi là cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang, tức là khi lùi có một phương tiện nó cắt ngang qua vuông góc á, nó sẽ cảnh báo cho các bác luôn. Cái công nghệ này nó chỉ có trên con Kona và con Santa Fe thôi, cao cấp. Đấy, rồi con này nó thiết kế theo chuẩn châu Âu, cho nên là cái đèn lùi của nó đó, nó chỉ có một bên thôi, bên phải đó, tức là khi lùi nó chỉ sáng có một đèn. Còn đèn phía bên trái á thì đó là đèn sương mù phía sau. Đấy, nhiều bác về cứ tưởng là xe bị hư, nó không phải á. Những con xe mà thiết kế theo cái chuẩn châu Âu là nó vậy đấy. Rồi ở đây các bác sẽ thấy con này có luôn một cái công tắc tắc túi khí. À, tắc túi khí bên phụ này, chỉ có mỗi con Kona, có mấy con khác của Hyundai không có đâu. Nó tắc là dành trong trường hợp ví dụ như các bác chở người mà đau ốm, người sức khỏe không tốt mà ngồi bên này thì tắc túi khí đi. Những cái người đấy mà lỡ túi khí nổ là họ có khả năng tử vong cao hơn nữa. Đấy, chứ không phải là để tiết kiệm túi khí đâu. Về bảo vệ tính mạng thôi. Đấy, tôi sẽ kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Nếu các bác cần lái thử hoặc là cần báo giá gì đấy, có thể alo theo cái số trên tiêu đề. Tôi sẽ tư vấn cho các bác hoặc là gửi những cái bản tính, bản vay gì đó qua Zalo cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi.